Hello các bạn, hôm nay tụi mình đi xem nhà để thuê tiếp nè. Tại cái hợp đồng hiện tại của mình á, thì nó sắp hết hạn rồi. Mà tụi mình thì không muốn ở condo nữa, nên hiện là tụi mình đi tìm một căn townhouse ha. Thì sẵn thì mình sẽ quay luôn cho các bạn xem townhouse ở bên Lang Ly này, cũng như là ở bên tỉnh BC này đó, nó khác với những cái tỉnh khác như thế nào và nó khác với Việt Nam như thế nào ha. Cái khu này các bạn nó gọi là Willow Bay, nó nằm ở phía bắc của Lang Ly Township, nằm ở phía trên phía bắc của thành phố Lang Ly luôn. Mình thì mình vẫn muốn ở thành phố Lang Ly các bạn, tại vì sau gần một năm ở á, thì mình thấy có rất nhiều thứ mà Lang Ly có mà những cái chỗ khác không có. Thì chút nữa mình sẽ chia sẻ những cái lý do đó sau ha. Bây giờ mình đi vô đây cho các bạn xem nhà trước đấy đã. Đó, đây là cái khu dân cư, một cái khu townhouse nó xây liền kề với nhau nè. Đó. Đây là khu neighborhood của nó nè các bạn, trong một cái khu rất là đẹp. Cái thiết kế với cái màu của cái khu này mình rất là ưng luôn á. Khu này nằm ở phía bắc Lang Ly nha. Đó, có khu trò chơi cả trẻ em nữa kìa. Đây là cái khu mấy nhà nó giống như nè, thì đây là một trong những căn đó. Nhà nào cũng sẽ có một cái gara nằm ngoài với một gara nằm trong, là đậu được hai chiếc. Đó, nằm ngoài nó sẽ nằm giống vậy đó các bạn, nằm trong thì chạy thẳng vô trong nhà luôn. Đó. Đây là cái cửa gara nè các bạn. Đó, đây mình sẽ đậu được một chiếc ngoài đây, ngoài trời. Chiếc thứ hai sẽ chạy thẳng vô gara luôn. Đó. Đồng rác của City với lại một cái giò nịch nước có thể rửa xe sơ gì đó. Nó như vậy à. Ok, đây là cửa vô ha. Đó, bên này là cái gara. Thôi để anh coi cho ẩm nó đi cái đường tát. Rồi, đây là gara nè, thấy không? Đậu được một chiếc xe. Đó, cửa nẻo rồi. Phòng gara tự động mà cũng có thể kéo được. Hôm nay mấy cái kệ mình có thể làm thêm vô. Rồi ở đây sẽ có được một cái cầu thang đi lên lầu. Lên lầu này mới là khu vực sinh hoạt. Đây là cái tủ. À, để hướng đi xuống nè. Gas stove, yeah. Wow. The big window. Cái cửa sổ rất là bự. Nhìn ra cái khu nhà bên xung quanh. With my father. Đây là một cái island. Máy dishwasher. Giờ mình lên lầu. Cũng khá là cao đó. Rồi lên lầu là mình sẽ có ngay một cái toilet. Cái này là vòi sen đứng, có bát tất, washroom,
This is a closet, right? Oh, yeah, the dormitory. Wow, one more. To the rooftop patio, yeah. Oh, yeah, yes. This is master bedroom. Đây là master bedroom. Hơi nhỏ hơn của mình chút xíu. Rồi. Đây là washroom. Oh, quạt lúc nào cũng quay luôn. Đó. Một tub. Một chỗ toilet. Cái closet nó lại nằm ở bên trong của cái cái closet nó lại nằm bên trong của cái nhà tắm ha. Dễ là mình tắm xong mình lấy đồ ra luôn, nhưng mà khó cái là người khác vô thì cũng nói chung là ở hai vợ chồng cũng không khó gì hả. Rồi, này bên đây thì bồn tắm đứng có giờ sang sẵn luôn. Cho đời. Bên này là một bedroom nữa. Phòng này ok quá nè. Nhìn xuống đường nè. Đây đẹp, được một cái giường. Một cái nệm queen, nhưng mà nó sẽ hơi chật chút xíu. Cái nệm queen thì nó ra tới đây. Phòng này bề ngang chắc chầm 2,5 m. Nhưng mà nó bị cái góc này nè. Phòng này nó cũng hơi nhỏ ha. Cũng được một cái closet ở đây. Một cái closet nhỏ. Rồi, mình lên lầu 3 là lên sân thượng. Cầu thang cao ghê ta. Mỏi chân. Rồi. Ồ, sân thượng quá đã luôn các bạn. Cái này là sẽ đắp nguyên một cái bàn nhậu trên đây luôn. Rất là chill. Ở đây là đi ra ngoài. Nhìn ở khu neighbor. Này có cái kho ở đây luôn nè. Đèn này có Costco bán á, cũng 70+ đồng á. Có cái kho ở đây luôn nè. Ở đây là một cái kho để đây đồ, để đồ luôn nè. Đó, trồng bông, trồng cây gì đó. Set up nguyên một cái vàng để mình ngồi ở đây. À, cũng không bự nhưng mà cũng được đúng không? Cũng không bự lắm nhưng mà được, ok lắm. Đẹp. Căn này chắc khoảng 1,5 triệu quá ha. Để về anh coi giá coi. Mình có thể search được tất cả các giá nha. Ừ, tất nhiên rồi. Ổ điện này nọ đầy đủ luôn nè. Ở một cảnh, quang cảnh xung quanh của rooftop. Rồi, mình mới coi xong một căn nhà ở khu Willow Bay của Lăng Lì, của Lăng Lì Township ha. Thì khu này là khu phía bắc của Lăng Lì, nó ở phía trên của thành phố Lăng Lì các bạn. Đó, thì giá cho thuê, giá căn này mình đi thuê nha là giá 2,650 một tháng. Hai phòng ngủ, hai washroom, một cái rooftop, một cái băng, một cái gọi là cái gì, sân thượng ha. Nhà cũng khá rộng rãi các bạn thấy đó. Rồi ở đây thì yêu cầu là mình phải có bảo hiểm, phải mua bảo hiểm, thôi bảo hiểm nhà các bạn, đi thuê phải có bảo hiểm nhà. Rồi không bao điện nước, chưa bao ý không bao điện với lại ga, chỉ có bao nước thôi. Tiền không bao điện, cáp bộ, internet thì đó, nó chỉ là bao nước thôi. Bao ha. Nước với ga. Ga luôn hả? Tại vì cái này xài bếp ga cho nên mình sẽ đỡ được cái chuyện. Ồ à đúng rồi, hồi nãy các bạn thấy có cái bếp ga đó, là mình xài nấu nướng đồ á, mình xài ga thì sẽ bao ga luôn. Có nghĩa là chỉ có điện cáp bộ với internet. Cáp bộ là TV á các bạn. Mà tụi mình thì không xài TV rồi. Chỉ có internet thì mình có một cái gói internet cho mình mua qua thôi. Điện thì cũng rẻ, điện cũng không bao nhiêu đó. Mình xài bên kia cũng có 40+ đồng, 50 đồng một tháng à. Rồi cái gì nữa, phát sinh gì nữa? Chỉ có bảo hiểm nè. Bảo hiểm là phải phát sinh ra nè. Với lại cũng hết rồi. Đâu còn gì đâu. Với lại cái khu này cũng khá là đẹp luôn á các bạn. Đó.
Rồi bây giờ mình sẽ chạy xe đi về, chạy ra ngoài cho các bạn xem cái khu ở bên ngoài nó như thế nào. Các bạn thấy cái khu của người ta, dân cư của người ta rất là văn minh, rất là sạch sẽ, cũng rất là an toàn luôn. Thì ngay ngoài đây các bạn, khi mình quẹo phải qua nè, các bạn nhìn bên tay phải của mình, các bạn sẽ thấy có một cái trường. Trường này là trường tiểu học. Mình có thể, nếu mình ở đây thì mình sẽ có thể cho con đi học rất là dễ dàng. Mà chỉ có điều là thằng nhóc thì nó hơi còn hơi nhỏ, trên chưa vô tiểu học được. Đó, cái trường tiểu học nằm bên phía tay trái của các bạn nè. Đi bộ ra tới ngay sát cái khu dân cư. Rồi tới đây thì gặp một cái bùng binh nè các bạn. Đó, một cái bùng binh nhỏ. Các bạn thấy những cái khu nhà thao hao người ta xây lên á, nó cũng rất là gọn gàng, năng nắp, sạch sẽ. Thì ở đây mình sẽ chạy một ra đầu đường. Đường này á, mình là một cái đường cũng khá là lớn, nó nằm ở khu Willow Bay. Cái đường này nếu mà mình chạy thẳng khoảng 5 phút là mình sẽ đến được Costco, Walmart. Và đi khoảng 10 phút thì sẽ đến được Canningside. Nói chung là rất là gần. Đây mình dự tính là mình chia sẻ cho các bạn cái những cái lý do mà mình nhận thấy được khi những cái lợi ích mà mình ở Lang Ly có mà những cái nơi khác không có. Tại vì trong cái thời gian mình đi kiếm nhà này các bạn, thì mình đi kiếm nhà mình cũng sẽ xem xét địa hình rồi khu vực nó như thế nào. Thì mình thấy Lang Ly vẫn là cái lựa chọn rất là ok của đến hiện tại. Thì nhưng mà trong thời lượng của cái clip này nè, nó dài quá rồi, cho nên mình sẽ hẹn các bạn ở một cái clip khác, mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái những cái lý do mà mình thấy tại sao chúng ta nên ở Lang Ly ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like ở bên dưới, và đừng quên vào kênh của mình bấm vào nút subscribe, nút đăng ký á, và cái chuông kế bên để nhận thêm nhiều những cái video mà mình sẽ làm về cuộc sống ở Canada nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Hôm nay mình dẫn nhà này đi coi xe Ford Focus. Đó, xe này mà private seller thôi. Ok, rất là đẹp. Và cái cargo, cái trần của xe. Xe này dòng sedan, rất là rộng. Này là chứa được hai cái vali lớn luôn á. Nắp xăng. Ủa sao cái này kỳ vậy ta? Easy fuel hả? Easy fuel, không cần cáp luôn. Đổ xăng E85. Bánh này là bánh Oxygen nhưng mà được của Michelin luôn, rất là tốt, bánh còn đẹp luôn nè các bạn, quá trời nhiều. Xe còn rất là rút. Này là bên trong của xe nè các bạn, rất là đẹp. Nội thất đẹp quá trời. Xe còn rất là cứng.